Mì Riva hải sản chua cay với nấm bào ngư tươi giòn sần sật, ngon cực chất. Sẽ không biết được cảm giác đó ra sao khi nhìn mây cho lững lờ từng hơi thở xôn xao. Con tim này khao khát đập từng nhịp như nhạc, sẽ muốn được sải đôi cánh ở trên trời cao, phó mặc cho làn gió để linh hồn này bay xa, nhắm mắt tận hưởng và qua. Dẫu có biết gì không khi một con chim bay qua, đó là niềm kiêu hãnh, hoặc là rơi hoặc là bay xa. Quá điên khi sẽ tin vào điều đó, phó thác cuộc đời chỉ vào chiều gió. Lòng lung lay như chiếc lá lìa thân cây rơi xuống già, lòng tự tôn đã dở nát như con voi mất chiếc gà. Dâu ơi dâu nằm đó khi thân sẽ rơi, xấu hổ tủi nhục sẽ không trả lời. Cơn đau khắp thân xác như đêm này đọa, thiên sứ rơi từ trên trời. Điều đó không hay hay là sao không? Dưới mặt đất sao hiểu trời mây? Nói đâu thì được chia sẻ thì người tỉnh mới hiểu người say. Em hãy bám cho thật chắc bởi trên kia đang gió mạnh, nhấn nước vào lòng của anh khi bầu trời trở giá lạnh. Sẵn sàng chưa? Chơi đi anh, ok. Có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay, nói đâu không được chia sẻ sao người tỉnh hiểu được người say. Và có khi trên cao, có khi dưới đất, được và có khi ta mất. Hey. Mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay, nói đau không được chia sẻ sao người tỉnh nếu được người say hả? Có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay, nói đau không được chia sẻ sao người tỉnh nếu được người say hả? Có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay, nói đau không được chia sẻ sao người tỉnh nếu được người say. Chim sẻ giao tay. Love you bro. Thưa quý vị, Wow Huy và Ye Chuck. Và cùng với sự trợ diện của ca sĩ Naomi, thank you. Mì Riva hải sản chua cay với nấm bào ngư tươi giòn sần sật, ngon cực chất. Wow, trời ơi, cưng quá đi. Không có khóc, không có khóc. Khóc là thương hiệu của tôi. Chúng ta cùng ngồi chờ nào. Ánh mắt Karik là hơi ghen tị ấy nhá. Yeah, xin cảm ơn Huawei với những cảm xúc rất là thăng hoa trong lúc này. Và thật sự ra một cái bài biểu diễn đầy đủ tình thầy trò huynh đệ trong đó, thưa quý vị. Huawei và Ye Chuck. Rất đáng yêu. Cảm ơn em rất nhiều, thank you. Cảm ơn ạ. Sao bữa nay xúc động vậy?
nãy em có nói với anh Thành rồi đó. Thì thôi đừng nói nữa, hồi nãy nói rồi thôi giờ đừng nói nữa, mình nói cái mới đi. Thực sự thì với cái bài thi này á, nó là cái món quà mà Dế dành tặng cho em. Em không ngờ là Dế dành cái shot quan trọng của mình chỉ để thổ lộ tình cảm cho em, cho nên là cái chữ thổ lộ tình cảm em nghe sợ quá. Nhưng mà nói thật đùa chứ hai thầy trò nhìn hay lắm. Hồi nãy chắc là mọi người cũng đã cảm nhận được. Cảm ơn Nami rất nhiều. Thank you em. Sao em nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? Hôm nay chị muốn dành tặng cho Dế Chắc và Lại Văn Xâm của Hip Hop 10 điểm. Riêng cô Naomi được 100 điểm. Sao vậy? Tại cái đầm đẹp hả? Quá đẹp hay quá hay. Và Sư rất là ngưỡng mộ cái bromance của Huawei luôn luôn có. Bằng ngày trước là thế hệ với Karik, rồi bây giờ là Dế Chắc. So beautiful. Yeah, so beautiful. Thank you Sư. Khá thì trò quay lại chút xíu là ở đây mình có chữ Huawei ha. Còn Dế Chắc quay lại coi. Dế đi đúng không? Mà cái này mà qua strawberry là cái gì? Tự nhiên sẽ dế dâu hả? Dế dâu. Tại sao lại có dâu ở đây? Anh Thành có muốn nghe câu chuyện không? Thôi. Thật sự anh nghĩ là Dế kể chắc nhanh hơn. Please. Chim sẻ và dâu tây là em thấy được ẩn dụ trong đó hai cái bản ngã. Qua cái quá trình mà em từng thần tượng anh Huy, em thấy được cái sự đi lên khi mà cái thời điểm mà những người đàn anh đi trước bắt đầu, thì em thấy được anh Huy trong cái tình huống của một con chim sẻ. Và em là một chế dâu vì em gai góc xù xì. Có một lúc đó chim sẻ muốn bay lên nhưng mà chưa đủ kinh nghiệm để bay và rớt xuống và làm bạn với trái dâu. Thì trái dâu này trong một lúc đó cũng rất là tuyệt vọng vì không có đẹp bằng những trái dâu khác. Trong cái lúc hai anh em tâm sự đó thì dâu tây cũng có một chút tuyệt vọng và muốn gieo mình xuống. Thì lúc đó trong một cái sự bất chợt đó, chim sẻ mới xà xuống gấp trái dâu lên và vô tình thì nuốt chừng trái dâu. Vô tình là chim sẻ và dâu cùng bay lên trên bầu trời. Trước sự ngỡ ngàng của của muôn vật. Cảm ơn em. Một câu chuyện đầy ý nghĩa cho cả hai thầy trò. Em đóng vai con chim sẻ sợ sệt và ngã từ trên cây xuống, không thể nào bay được. Em chỉ là con chim sẻ nói rất nhiều và không sợ một cái gì cả em ạ. Em hãy định hình về con chim của mình. Mời Karik, trước khi con chim nó phát biểu nữa, mời. Ngày xưa thì em chỉ nghĩ là chỉ có Karik đi chung với Huawei nó mới đều màu thôi. Thì bây giờ em đã hoàn toàn đổi ý kiến đó. Tại vì Huawei đã có một cộng sự rất là ăn ý ở trên sân khấu vừa lúc nãy. Và chưa bao giờ em thấy Huawei ăn ý như lúc này. Yeah. Thank you Rick. Huawei đã có trái dâu của đời mình nha. Cảm ơn Karik. Và Dế Chắc đã có được con chim của đời mình. Tôi có nói gì sai không quý vị? Không. Dạ, xin cảm ơn Benji. Cảm ơn Vui với lại Dế Chắc. Em thích trái dâu hay con chim? Em thích cả hai em. Okay. Em cũng muốn cảm ơn Vui với lại Dế Chắc cho cái màn trình diễn vừa rồi. Khi mà làm việc cùng với lại Vui thì có nhiều lúc Vui giỡn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà tiếng nhạc cất lên mà Vui ở trong đó thì thật sự Vui là một người nghệ sĩ thật sự. Và em cũng tin là trên cái chặng đường vừa rồi, Dế Chắc đã nhặt được rất là nhiều điều từ Vui. Và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà được ở đây đã nhìn người anh em của mình và một bạn thí sinh từ đầu đến bây giờ để có cái màn trình diễn như vậy. Chúc mừng em, thank you Vui và em để cho cái màn trình diễn vừa rồi. Thank you Bien. Nhưng mà sorry Vui, những cái lúc mà Vui nhận xét, nếu mà Vui nói chuyện mượt mà như lúc đang rap vậy thì perfect. Để em làm thử nha anh. Không, bây giờ... đó là vừa rồi là một cú tát vào mặt con chim đó. Con chim nên im lặng đi. Mời hai con chim đại bàng. Nói thật là lâu lắm mới được nhìn thấy Huawei như này. Từ cái hồi mà Huawei với Karik đứng chung trên sân khấu thì ngày hôm nay mới được nhìn thấy Huawei gọi là thăng hoa như này. Cảm ơn em Dế Chắc rất là nhiều đã đồng hành cùng với Huawei và lĩnh hội rất là nhiều thứ, rất nhiều di sản mà Huawei đã và đang xây dựng. Và Huawei phải cảm thấy tự hào vì cái điều đấy. Cảm ơn hai người. What? Em định nói cái gì nữa hả? Thiệt hả? Justity hiểu được cái ý nghĩa. Ok. Yeah, realistic. Cái mối quan hệ giữa Huawei và Dế Chắc nó là một cái mối quan hệ tình anh em mà bất cứ ai ở đây cũng đều mong muốn có được. Không chỉ hiểu nhau ngoài đời mà có thể kết hợp với nhau trên nhạc một cách trơn tru, chỉnh chu, hoàn chỉnh như vậy. Và một bài hát rất là sâu sắc, có rất là nhiều tầng lớp thông điệp được gửi gắm vào. Huawei thể hiện ở trên sân khấu cũng khác hẳn so với hình ảnh của anh khi ngồi trên ghế. Thực sự là một pha respect rất là lớn từ em. Yeah.
Thưa quý vị, trong cái bài vừa rồi chúng ta cảm thấy rõ ràng tình anh em rất lớn. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho sự kết hợp tuyệt vời của Woowee và J-Track, thưa quý vị. Dạ, em dễ muốn nói. Em muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Naomi. Bạn đã đóng vai gió cho em. Thì gió cũng có chức năng trong cái câu chuyện này. Khi mà mình muốn chinh phục một cái điều gì đó thì vạn vật sẽ giúp đỡ mình. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến J-Track, xin hãy bình chọn cú pháp rap Việt khoảng cách 0404 khoảng cách. Số người bình chọn giống như quý vị và gửi về cho tổng đài 8569. Hãy bình chọn ngay cho J-Track. Thank you.